Ok, hôm nay anh em, hôm nay chúng ta tiếp tục fan world thôi. Tôi sẽ đi khám phá thế giới nó, kiếm vài con boss để bèm thử. Con này thì bây giờ nó đang rất là hot trên Steam luôn rồi. Nó lên top 1 danh sách những con game đang được nhiều người chơi nhất trong thời điểm hiện tại và trong 24 giờ qua nè. Hơn 800.000 người chơi cùng lúc. Hơn 850.000. Thì bây giờ mới thời điểm là phiên thứ 7 ở bên phương Tây thôi. Nên chắc chắc là khoảng 12 tiếng nữa thì 2-3 tiếng nữa thì mới bắt đầu là ban ngày bên họ. Thì nên con số là có thể là vượt qua cái triệu bảng không chừng. Nó tăng với tốc độ mà tận tiến một cách chóng mặt luôn á. Quét thử từ đây đến đây. Đó, thời điểm ra mắt nữa đi từ này anh em nhìn cái cơn sóng nó đang tăng rất rất là nhanh. Game này thì nó chỉ nửa giá so với những con game 3 giá 30 đô. Tuy nhiên ở Việt Nam, vùng Việt Nam của mình được trả giá khá là tốt luôn. Nên giá chỉ có khoảng là 350 thôi. Tính ra là rẻ hơn so với cái giá gốc của nó khoảng 50%. Đầu năm ngoái thì hình như chúng ta có con Hogwarts Galaxy. Con game đó tuy không được vô cái danh sách đề cử nào cả, nhưng ít nhất thì cái doanh số bán hàng của nó rất là vượt trội, mang về cái doanh thu cho nhà phát hành rất là nhiều luôn. Thì năm nay chúng ta có con Fan World, tuy không phải một con game 3A gì cả, giá game chỉ bằng nửa 3A thôi. Cũng đến từ một studio tương đối trung bình, không quá lớn cũng không quá nhỏ ở bên Nhật Bản. Nhưng mà họ cũng đã làm được cái điều rất đáng ngưỡng mộ nè. Con game tôi thì chỉ được cái số lẻ của họ thôi. Là số 6 sao đuôi á. Game này rất là thành công rồi. Nên bây giờ hy vọng là Dev đừng có bỏ rơi con game. Cố gắng phát triển nó ra cái phiên bản đầy đủ. Hiện tại nó chỉ là Early Access thôi nha. Early Access nên còn mà hạn chế người chơi nhiều lắm. Thì hôm nay tôi sẽ vô đi khám phá thế giới và kiếm vài con boss để bêm tiếp. Hôm qua thì nó đang gánh game ngay cái khúc lưng rừng đó. Thành ra cũng khá là cay cú luôn. Rồi, vẫn là Early Access. Dev thì update tôi thấy là cũng khá là nhiều đó, nhưng mà họ không có ghi cái deadlock nào cả. Đây nào. Họ update gần như liên tục luôn, 26 phút trước là 3 giờ trước là 6 giờ trước là 7 7 7 10 giờ 10 giờ 10 giờ nhóc bây. Rồi chúng ta vô game thôi. Rồi level 21 rồi đó hả? Hiện tại người tôi chỉnh cái tăng ép nó không có nhiều. Nên nó cũng lưng chừng thế à. Hôm qua thì gách game ngay cái chỗ này á. Chuyển qua tai nghe đi, nghe cho nó dễ hơn. Con này gì đây? Nó level 25 lên nghe. Sao mà tối thui gì nè? Rồi đi giữa đường gặp cái gương. Được một quả cầu ghi ra. Goblin hả? Con này thì mình chơi lại nó không? Con này hình như tôi mới bắt hôm qua nè. Chầu lắm anh em ơi. Ê, ghê vậy, ngầu đét vậy. Nó hệ lửa à. Mình lấy con hệ thủy ra anh chơi đó. Ấy da, ấy da, ấy. Rồi đánh nó nhẹ nhàng cái nữa. Rồi, về 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 về. Ê, đoạn nút quy. Không được rồi, lấy quả cầu mega mới được. Trời, quả cầu mega mà không dính nữa. Rồi, thành công. Ok, còn 2 giờ mới. Nó có cái thuộc tính là lãnh đạo gì đó.
Con này là con goblin, là nó thể thủy. Thể thủy thì mình kiếm con thể lôi. Thể lôi là mình có cái con Pikachu hay gì nào, phải không? Rồi nó chết luôn rồi. Ấy da, ấy ấy ấy. Tao tha được mày đó, tao tha được mày đó, để tao về. Mình đã tha nó rồi mà nó còn cố níu kéo nữa. Đi làm việc đi chứ bạn. Con này nó ăn như hạm gì trời. Đâu rồi, thú mới của mình đâu, con này. Hệ quả 80. Hệ quả 80. Con này con mới nữa hay gì nào. Mà con này nó ăn khủng khiếp lắm, mình không có nuôi nó nổi. Nó là chuyên gia chở hàng luôn. À, chắc tôi không thay nó vô đâu, thay nó vô lấy gì mình nuôi nó nổi. Con mèo mình chưa có đem con hệ lửa, con này hệ thủy, con này để cưỡi. Con này chiến sinh luôn rồi, gà nó liếm cái bay màu. Con này bị mà down level nè, do cái level hiện tại của tôi chỉ có 21 thôi, nó tới 25 rồi. Còn đồ ăn không? Vẫn còn khá khá đồ ăn. Cái này chống lại thời tiết lạnh thôi. Trứng thịt cá vàng tiền. Có khi là tôi phải tăng cái tỷ lệ bắt lên, hoặc là cái ép nó mà sợ ke kinh nghiệm lên mới được. Chứ chơi kiểu này là nó tốn thời gian dữ trời lắm. Cái nhà này chắc tôi cũng phải xây lên luôn. Giờ chắc phải chơi mấy cái quả mega này mới được quá. B, C. C dọn cái giường luôn. Con này ngồi chơi nó bay. Sao đồ trong đây nó không có gom lại ta, nó không có đi lụm vô để nó lấy đồ, cũng chả biết tại sao nữa. BC hủy cái cầu thang rồi luôn. B bui bui là nói gian ngôn nữa. Cái cầu thang xuống. Trước khi xây cái cầu thang thì phải xây cái bách. Chứ mình xây cái bách xong là mình không xây cái cầu thang xong nó không cho xây cái bách. Không biết tại sao luôn.
chắc là do cái lỗi chồng hitbox á. Nem thì xây cái tam giác này trước rồi mới xây cái này nha. Đâu, có khi là tôi nới ra thêm một ô nữa mà dưới cục đá này không ta, nới ra ô nữa cục đá này nó không ghép bao. Nặng quá, nặng quá. Bỏ này luôn đi. Làm việc nè bay. Trốn đi đâu đó. Đập nốt đi. Chừa nó miếng gì đi. Con này của mình mà nó lại đi đâu nữa đây? Không có con gì mới lạ cả. Tí nữa tôi đi tôi bắt. Rồi nó ngủ gục ngay đây luôn, nhìn đây đúng khổ vậy đó. Nhưng mà kiếp nô lệ thì đâu có từ chối được đâu đệ. Nghiên cứu rồi xây nó làm sao. Gì đâu ai. Ủa sao hết gỗ được? Gỗ hôm qua tôi thấy còn cả ngàn luôn mà. Nè. Mình phá cái này nó sầm thôi. Không, cầu thang này nó hơi bị bền rồi. Chắc là ở xa cái hòm quá nên, hoặc là vượt qua ngoài cái bay đó, nên nó không tính. Để tôi đem miếng vô. Xếp chuột trái, xếp chuột trái, xếp chuột trái. Pháp. Cầu thang này nó không có liền đâu. Vướng với cái vật vật phẩm khác đó. Đá thì mình không có đá nên cứ xây gỗ tiếp thôi. Rồi ok. Tại sao ta? Không. Hình như cái cầu thang này nó cũng có ngược ngược nữa nha.
Cảm cúm luôn, cảm cúm với con game luôn. Tới đây là nó nghỉ cho xây rồi nè, nên mình làm sao mình nới được cái khúc dưới đó lên trên đây đó. Tôi mới thấy cái màu xanh gì kìa, màu xanh có hy vọng rồi. Chúng ta hủy bớt mớ này. Có khích vô đâu trời. Tháo tháo tôi bui. Ừ, cái nền này nó không được quá thấp. Thì này dưới cục đá này thôi. Thất bại rồi. Tốn thời gian, tốn thời gian, tốn thời gian. Thì cái nhóm này nó cũng tốn diện tích phát luôn. Cái bay của mình là từ đâu tới đâu ta? À cái dòng xanh nào? Là vừa tới cái móc này. Đây, tới đây. Vậy xe đẩy cái nhà ở trên này luôn cho rồi. Ok, làm.
lên đây đem hai cái bàn này xuống cái nào, rồi mới phá cái bức tách này được. Để từ từ đơn nghiên cứu này vào game này đó, nghiên cứu xong rồi bắt đầu hết xây. Ok, giờ bắt đầu xây dựng thôi. Sẽ cho hai cái cầu thang đi lên từ cái bậc này, sau đó mình quẹo qua bên phải. Không như gì che mất cái thác nước hả? Rồi, bắt đầu xây cái nhà của chúng ta ngay chỗ này. Nó đếm cái gì mà dây tích tích vậy ta? Nhà trên này thì không cần rộng quá đâu, nên thôi lỡ thì thầy môn ở đi. Cái thui gì nè trời. Ủa sao lại đói bụng? Hôm nay không đủ đồ ăn cho tụi nó.
Trời đói quá đi ngủ luôn à. Đồ ăn vẫn còn nhiều mà. Nằm nốt đi. Cái này thì cần nấm, nấm mình chưa có nhưng mà bánh mì thì mình nhiều lắm. Cái này nó làm lúa mì này nhanh quá chứ. Trời ơi đồ nó rớt nè, không con nào lụm luôn này, ngủ bờn của bụi luôn. Ý là tôi xây sẵn cái thùng ở đây đó nghe nè, giờ tôi nói để đồ kia đó mà méo thằng nào làm luôn. Cái chuồng này mình có chỉnh được con gì không ta? À farm minh hả, equipment farm minh là những con hệ farm mới vô đó thôi. Có một cái bàn cho mấy con thú, nó là cái bàn gì quên mất tiêu rồi. Đây 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 đây, thiếu 10 đinh nữa. Đinh hôm qua làm gọi nhiều lắm mà đó. Con quỷ đó nó ăn như hạm luôn á, nhưng mà nó đào đá được nên tôi không phải bỏ nó ra được. Bây giờ mình là thiếu đá thôi chứ cái bay mình là gỗ nhiều lắm. Mấy con này xây giường cho nó xong mà nó ngủ la liệt ở đây là sao, không có nào ngủ giường luôn kìa. Ủa mà sao 12 con ta? Hai bốn mười mười hai đủ nè. Ủa mình xây được hai cái bay luôn hả? Thử coi. Đến đây còn gần nó không cóc. Trứng này trứng ăn chứ không phải là trứng ấp. Đâu có trứng nữa kìa. Từ đã. Sao mà nó không ngủ trong này, nó cũng không lấy ba cái đồ này luôn. Cái gì ta, sao nó không làm việc ở đây với trên này? Quay à, bui cái bàn trước đó. Bạn này có cái gì không mới đâu, cái dao này là để xử mấy con Pokemon của mình nè.
Bà chưa biết xài làm sao, để tí nữa tôi kiếm con nào nhỏ nhỏ tôi bọc thử coi. Chế độ tư bản. Cù level 5. Cù level 9. Sao mình xử được nó ta? Khi mà trang bị á, thì con pet mình điều khiển sẽ trở thành cái con chặt thịt. Rồi, số 4 hay gì á. Trời ơi, nó kèm cho. Ôi ơi, đồ độc ác. Thật là độc ác. Quân độc ác. Con cừu người ta dễ thương vậy đó. Mười bốn mà chỉ số nó xấu à, nên có con nào mà lười làm việc không, lại đây cho nhìn làm gương nè. Tụi bay đâu? Sợ chưa mấy bạn? Mấy con mèo với mấy con gà nhìn mà bắt đầu lo dần đi nha. Rồi, các bạn cù, hôm nay chúng ta sẽ có món thịt cù nướng dành cho các bạn. Bỏ vào vô tủ lạnh luôn. Con quỷ này nó để nó ở đây rồi sao ta? Nó bị kẹt đó hay gì vậy? Con này mạnh phết đó nha. Mà không biết cưỡi nó được không? Con boss của mình đâu ta? Con này tưới cây với chở hàng đó. Con chim cánh cụt thì cũng chở hàng được mà. Con thời điện của mình là phải mang nó theo nè. Con này là con hiện dạng boss của mình, gán nuôi nó nè. Nhảy băng. Con này để cưỡi rồi. Con này cưỡi đường bộ, con này cưỡi nhanh hơn nhiều. Rồi chắc cưỡi nó quay bay đi. Để nó qua đây. Con này hệ băng đó ha. Con này giống mèo tu quá vậy. Con này con nóc. Con này vô dụng vãi luôn. Hệ tự nhiên, hệ lửa. Hệ mộc. Lửa nè, băng nè. Bay nè, lôi nè. Chứ con hệ mộc với con hệ thủy.
làm việc cho một nô lệ, kỹ năng nội tại. Hai hai ba một bảy ba, anh em nhìn cái con kỹ năng làm việc như một nô lệ này là cái chỉ số lao động của nó tới 91 lần rồi. Vậy ông nào làm game này, đi sửa đồ cái đi. Thiếu đinh, thiếu đinh, đinh chưa cần đâu. Con mèo đi tắm mà, con mèo nó đi tắm hơi mà. Hình như cái bay mình lên cấp phải không? Nãy giờ không để ý. Không, hai cái fully bell gì đó. Cái đó đâu không biết nữa. À, đây nè 24 rồi. Lâu lắm, quá lâu luôn. Mình lên được chế tạo đạn dược, lên được cái súng hả? Cần phải có dầu. Súng là bắt buộc phải lên nè. Phan có AK không? Tun Baton. Phải có điện. Này phải có dầu. Cái yên để cưỡi con Dino Sơm này hả? Cũng được. Cưỡi con này thì tôi không cần phải mang con ngựa theo. Tủ lạnh. Đặt gần một cái khu vực nào đó để đảm bảo cái nhiệt độ của mình. Nút kép. Cái này bắn phát thì nó đi vô thôi. Con này thì cho nó gây súng để nó bắn với mình. Con này súng phụ, vẫn là cầm súng bắn luôn. Nó cưỡi trên đầu mình sẽ bắn địch. Khiếp gì đó hả? Cái yên cưỡi chó, nếu có collab trong cái đội của mình á thì nó sẽ bay bên cạnh để chiến đấu với mình. Còn con này con gì vậy? Sử dụng cái con này như một cái dù lượn. À, bức tượng tôi chưa có xây lên nó gặp. Cái tưởng nó nằm đâu ta, đây nè, đây nè. Hai chục giây. Đồ nó rớt cả cái đống nữa kìa. Rồi ok, mình 129 kg lần hết ta. Cái cung, cái nỏ lửa, nỏ lửa thì chắc để nhà đi. Khi nào qua khu băng là tính. Cái nỏ lửa để nhà nè. Cái phi này chắc vẫn cần, cái đuốc cũng cần luôn, mấy quả cầu, một bộ quần áo, đồ ăn, cái chìa khóa, cái cung nhỏ.
Cây cung nhỏ đi bắn mấy con nhỏ. Tên là 69 mũi tên chắc đủ rồi đó. Bây giờ chúng ta đi thôi. Con chim cánh cụt của mình nó học được cái skill gì nữa hay không? Cái này đội hình chiến đấu của chúng ta. Chị lét cái con xanh xanh nãy rồi đây nè. Đi nô sum này nè. Đi nô sum này level 14. Con bên đây 16, 18. 2, 4, 1, 1, 8, 6. Con bên này ngon hơn. Thôi đi thôi. Nay thì đi khám phá vùng đất bên này. Chỗ này con boss 23 hả? Chỗ này 30. Chỗ này 38. Đến boss thì chơi hơi bẩn tí, anh em thông cảm không? Ta game vô đây. Trên Google Word setting, tích tầm setting. Fan get FPS. Nửa ống đi. Rồi, còn lại tạm thời vẫn như cũ. Cái đam, cái phần quan trọng nhất là trong chiến đấu là cái sát thương nè. Nên sát thương cái này vẫn giữ nguyên hết. Sát thương giữ nguyên, sát thương giữ nguyên. Sát thương này cũng giữ nguyên luôn. Còn lại thì mình chỉ mà lên cấp nhanh hơn tí thôi. Mới 21 mà đánh con 23 đến lợi không ta? Ừ, chỗ này xây bay là đúng đẹp luôn đó nha. Con mới nè. Con heo rừng. Con VC này hình như cũng chưa có nữa. Cái gương hả? Nó đánh cái gì cả? Thu này vô đó. Con heo gần đôi VC idol của cái vùng đất này. Nếu bạn bắt nạt VC á, thì những con quái khác nó sẽ trở thành kẻ thù của mình. Trời, nguyên một bầy chó luôn. Bầy chó này rồi con VC luôn hả vậy? Ồ đây giống cái bên gần quá ha. Ô, con này đây. Cái này nó máu chiến quá. Ê, coi chừng nó chết. Đến mấy con này chắc ra cái xương á. Ủa, Lê Thơ hả?
À, đánh con heo rừng mới ra xương hay gì nào. Tội nghiệp idol quốc dân không? Cái đinh gạch đâu rồi? Đi. Tiền 19 mũi tên. Lên gần level 13. 13 thì chơi luôn. Ủa? Người á? Mấy này nó không rớt ra đạn dược gì ta. Thấy huynh đệ đã kết hợp ăn ý chưa? Chưa luôn bay. Tiến lên Pikachu. Còn thì điện của mình nó làm sao rồi? Máu mất nhiều quá vậy. Ủa nó ngã ba hả? Ngã ba thì rẽ hai bên trước rồi mới đi đường thẳng nha. Ngày có cái gì để lụm không? Trời trời trời. Điện thế 10.000V đó. Con này thì giống hệt con Pikachu luôn rồi, nhìn cái đuôi nó kìa. Phải vô đây chỉ để bắn mấy đó thôi vậy đó. Rồi ơi. Cục đá này nó có gì khác biệt ở bên ngoài không? Ồ, nó nhiều ladium luôn. Cái này cũng khá là cần. Cũng được, farm cái đống này cũng được. Cái nấm này thì sao? Không. Rồi coi AI nó kìa trời. Bỏ lại luôn. Ủa? Bên đây có cửa thông qua bên đây nữa hả? Có cửa thông dưới nữa kìa. Chả có cái quái gì trong đây cả.
có cái gương. Thằng kia nó kẹt dí trong tường rồi. Game này mấy con Pokemon nó AI nó còn khôn hơn người nữa. Ồ, hai bên trái phải là hai đường nha. Mạnh gì đấy? Trời nhất kích tất sát luôn. Này level hai mấy mà. Đổi quá tiền hả? Đó, cảm giác đường vô đánh boss đó. Đấy, đừng đừng đừng. Footer level 5, nó có cái bộ móng rất là to lớn. Ba lỗi quặng luôn hả? À, Sunfu này là cái mới nào mình chưa có nè. Vậy thôi đó. Trời ơi, cũng thiết kế cái con đường như đánh boss thiệt. Ủa, nó chỉ cái gì 21 mét nào, 23 mét nào. Đây, đường này mới chắc là đường đánh boss thôi. Hang động gì mà tối thui luôn. Ok. Đây hao, con đây hao này thuộc tính tự nhiên thì nó cùi lắm.
tự nhiên element kiếm con hệ bóng tối đây. Đánh nhẹ nhẹ thôi nha, đánh mạnh quá nó chết luôn á. Còn nó dính góc bốt được rồi. Rồi nó bị bốt rồi. Trời chơi quá cầu vàng luôn, chơi sang đó. Cái gương hướng này mười mấy mét. Ủa sao 180 mấy mét? Nhiều thịt quá, nhiều xương khô quá, bia thơ cũng nhiều, xương cũng nhiều. 75.500, bia thơ thì chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Đừng nói chỗ này lối ra nha. Tôi còn cái gương nãy. Không 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 không, còn cái gương. Không biết cái gương nó có gì đặc biệt không mà nó hiện trên cái minimap. Rồi đi lại biết bao xa nữa. Thiệt. Nãy tính đâu nó nằm đường bên đây. Hóa ra nó nằm ở đường bên đây. Đi vô đó quái nó lại reset nó. Ủa sao đường trăm mấy tiền nữa cả. Rồi cái gương đó là cái điểm đánh dấu trên bản đồ của mình chứ không phải là trong cái dungeon đây. Con bà game thiệt á, tốn thời gian. Bà nó con game này. Tốn thời gian. Level 25 luôn vậy.
25 rồi á. Siêu luôn. Tăng cái hiệu ứng mà trồng trọt cho những cái con phone giá cũng rẻ, bước đi. Cái này kháng nhiệt. Cái này súng lục cầm tay á. Cái này tăng hiệu ứng cây trồng. Mình cần đồ ăn đó, cái này là quan trọng nè. Cái đài phun nước tăng cái hiệu ứng tưới tiêu. Cái này để làm cái gì? Cái mũ giáp. Nếu chỉ cần ai nói thôi cũng được. Tôn ba ton luôn. Tăng 10 lần kinh nghiệm, cái anh em thấy con game nó dễ hơn không? Lên cấp tầm mầm luôn. Nhưng mà tăng vậy hơi nhiều quá. Nếu tí nữa đi, tí nữa tăng nhiều quá thì giảm lại. Dưới này có cái gì không? Kiếm con thú cưỡi mới được, đi bộ chậm quá à. Hai mươi ba, 23 luôn. Nghỉ tí nữa qua khu này bèm nó. Khu cái chi nữa. Trăm bảy mươi tám ký xương bỏ đây luôn, cái này không xài nữa đâu. Đây có cái gương mà đây nè. Gấp được cái mega siêu nè, cái vụ lượng nữa nè. Đó làm đi. Đây con boss đây, thầy thổ. Con này con Funder gì đó, hệ thổ luôn. Con này thì mang giác đập đá à. Đập đá thì thay con mèo được không? Con mèo thì nó còn trồng cây được nữa. Mèo đa năng lắm. Thay cù đi. Thay nào vô vậy? Biến dị không? Con này biết thêm chế thuốc. Con này cũng đa năng đó nè.
trồng cây, băng giác, chế thuốc, không biết đập đá thôi. Nè nó nè, gu mod này mới cần đâu, đi ra mấy con này xếp theo màu đi, xanh xanh để dưới, đỏ đỏ để trên. Con này con boss thì chắc để cưỡi được. Hai dê bay, hai dê bay có cái yên nữa chưa? Chi đê sát à, cũng được nha. Dinosaur, chi lê, không có hai da ta. Ép lên hơi nhiều rồi, giảm lại thôi. Chơi nhiều quá thì nó mất vui, mất hay, mất cái yếu tố cày cuốc của mình. Khi con heo, con phót này mình có thể sử dụng gây súng lửa. Yên con nai Winter, còn con này chưa biết, chưa biết gì hết. Kháng nhiệt, đàn piano, cái màu vàng là cái gì ta, là những cái mới hay gì á. Chế được súng, nhắc mình lên cái đường súng đó. Mà chưa biết cái dầu nó lấy đâu. Sẽ không đứa nào đi thu hoạch ở trên này. Trời ơi. Nho thì tụi nó biết lụm đó, nhưng mà cái này thì tụi nó méo lụm. Đây nè, nè lúa ra nè, lúa thì mình trồng để mà cho nó xây lúa mì này. Hết trồng rồi á, không tủ lạnh này, đồng đi đồng bãi nữa. Cái gì đó nó đi, để đâu, để đừng có làm việc đó. Dạ, nó đốt nhà tôi kìa. Yeah.
Rồi mấy thằng tôm tép. Gom đồ, hốt bạc. Mình cốc cơm nó đi nó rút mình. Ủa chứ nó có cái gương nó hồi lên kìa. Đó đó đó. Cái gương đó là cái gương đầu game mà tôi chơi tôi nhặt được luôn. Ba cái đạn dược này hồi trước tôi bỏ nó ở đâu ta? Bỏ đại đây đi. Với bèo gì quá mắt đây xương hào hải vị thịt heo nướng. Trong người mình vậy mà 100 mấy ký đó. Hình như thiếu đinh. Không con nào lại làm việc à, trời nó thảnh thảnh nó chơi kìa. Mega siêu, cái này cái siêu thường thôi, cái này siêu mega, cái này 260 còn cái này có 100 à. Dù lượng cũng xịn hơn luôn. Ủa mình lên đời súng rồi mà sao phải xài cung nữa. Đó làm gì cũng đi mày. Cái chạm sạc năng lượng cần 20 con điện, mình nào được qua khu điện đi tính. Siêu armor này cần 5 vải nè. Không làm tiếp bay đi đầu đá rồi, đụng vài cái đi đầu đá.
Chết rồi. Lâu rồi không có thấy trứng nào để ấp ta. Làm thêm 10 cái đinh. Cementing là xi măng nào. Xi măng thì cần có xương. Cái này thuốc súng. Mình mới xin phua thôi chứ không có than. Nó sẽ bị nặng. Tiếp theo là xây mấy cái giường cho nó. Đây. Đinh cần rất nhiều đinh luôn. Mình phải xây khoảng 10 cái giường, quần áo, vải vóc với đinh. Cho động vật hoang dã nó nhiều quá vậy ta. Giết hết tụi nó đi. Chị tốn lộn dần rồi. Ông nào làm giúp đó, đã có con chim đến cục mà. Đó, làm việc đi mấy ông. Tí nữa anh về mà chưa xong, bóp đầu. Sống đi đường này qua đây rồi cho nó ăn cho nó nhanh. Rồi rồi đi đúng một vòng. Cái hệ thống tưới tiêu chắc phải nâng cái tầm cái khu vườn của mình lên đó.
Đừng nói gương cục ở đó rồi. Xây được hai cái giường. Cái này nó cũng nhỏ vậy. Nhỏ thì xây dưới được rồi. Thôi xây trên đi cho nó biết đường lên không ta. Đinh đâu hết rồi. Trời, nó không làm quả cầu, nó cũng không làm đinh. Lên cấp nè, bùi cái nhà máy điện lâu lắm. Không có con nào chiên đào đá đâu. Con này nó không đào đá. Con này nó tốc độ làm việc nó có 63 à, từ chối làm việc luôn á. Tới bụng này.
Giờ không hiểu sao nó không tròn tròn không. Nó kẹt con bướm đang tưới cây rồi. Khí thiệt. Tưới lẹ đi. Rồi nó đang gieo hạt. Rồi xong cái bước gieo hạt nó mới tới cái bước tưới. Rồi xong rồi thì đi chỗ khác chim cút. Trùng sướng quá à. Trời ơi. Rồi mình cũng đi ngủ thôi. Chế cây đàn. Đây, chế được cái súng săn nào, đi kiếm 5 dầu là chế được thôi. Chế con xanh hay là con nào ta? Anh yêu hết con nào hơn? Dinosaur hay là con chi lét? Dinosaur chi lét là con thể boss này. Dinosaur là con hệ mộc, con hệ băng với con hệ mộc, con hệ băng với con hệ mộc đó. Hệ băng thì nó chỉ khắc được con này thôi, hệ mộc khắc được hệ thổ, hệ băng thì khắc được hệ rồng. Đâu nghe con nào giúp con đó. Nó ngủ la ngủ liệt tại chỗ luôn. Con mèo nó ngủ chảnh thì đói bụng mặt trăng gì bay với tốc độ ánh sáng gì. Con mặt trăng nó chạy tốc độ rồi.
làm mấy cái máy tăng cái hiệu ứng tưới tiêu lên không ta? Con này thì nó sống về đêm rồi nên nó làm việc ban đêm. Tăng cái hiệu ứng tưới tiêu là nó bên order phải không? Chill luôn. Thiếu cái vườn hoa 100 sắc, trời ơi. Rồi gắt game à, nó bắt đầu cái bệnh, mỗi lần cái bệnh này xuất hiện là nó bị liên tục à. Đang đâu đây? Chỗ này. Mấy cái này xây rồi hết phải không? Rồi đi ngủ thì sáng dậy đi đánh boss. Bây giờ rất là cần sắt nên làm xong cái bãi này nữa rồi đi. Quên cái gương bên đó hoài nó. Như cười dung vậy. Trời ơi. Có 350 tiền thôi. Con này chuột trái là bắn đạn hả? Học không với ông. Để chúng mày hết. Cái gì vậy? Chuẩn bị đi ngủ à? Vậy bay.
Ê, ê, đừng giết nó, đừng giết. Hai con Toco chứ con gì mà nó ra hút súng vậy? Con này hả? Trời ơi, nó cùi cực kỳ cùi luôn. Nó đứng trên bờ, ở trên nó tưới cây xuống dưới. Rồi con này lại là gieo hạt. Đó, gieo hạt đi. Ủa méo hả? Nó đi chơi hả? Nuôi mấy con nhỏ nhỏ thì còn có tiền nuôi. Nuôi mấy con lớn lớn kiểu đó là mình đói gấp luôn. Rồi, chúng ta đi xử con boss. Đây nè, có một con kinh pha cha gì bên đây nè. Hai tiếng thì cũng phải được hai con boss, một cái đinh gần chứ. Đúng hướng không? Chắc nó nằm ở cái khu này, khu trống trống á. Kìa, con gà á. Giết con nhỏ trước. Trời, nó để. Đúng rồi đó. Một hit chết luôn. Hút nó. Vua lạc đà. Lấy thịt về người á. Mình bán nó có 35 đam mà. Biết con gì đó nè. À, con này biết rồi. Có rồi. Con này hơi thổ quá vậy. Hệ quả. Hệ quả thì lấy con hệ thủy mình ra.
bắn ba mấy đam à. Ôi ôi. Ôi ôi ôi. Đam đánh cái nữa thôi nha, bây giờ gì có heo gừng đi nữa không cóc, đi ra cho bò đánh nhau. Bị trùng chấm lấy hụt nữa. Tao bắt về luôn. Cái gì? Xong con này, có cái tháp ở đây. Ủa, bấm này ha, trời đi bấm quy. Lộn hoài luôn. Ừ, trứng 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 này có vẻ khá là cùi. Một cái ngôi làng nhỏ. Ủa, kích hoạt đi. Nó đều là 30 luôn nha. Chào, cái người là cái gì? Gọi là farm thủ đi. Xung quanh đây thì rất là khốc liệt thôi. Trước khi mà cái bọn syndicate thì rất nhiều người sống ở đây. Nơi này thì bây giờ rất là hoang tàn khó khăn. Bởi vì họ mà cái thu nhập của ngôi làng này đã bị đánh một cái đòn chí mạng, bạn biết đấy. Nếu bạn có vấn đề, nếu bạn gặp vấn đề gì hãy báo cho tôi và hãy trả một cái giá xứng đáng, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Này nó có giao nhiệm vụ cho mình hay làm gì không ta? Có thì game nó nhập vai hay hơn á, giống Genshin nữa. Nó chỉ là nói chuyện bình thường thôi thì cũng không có gì hết. Không biết anh thương gia nữa đây không? Nhà cửa nó hoang tàn rồi. Chào em. Bạn đã khám phá cái hang động chưa? Tôi nghe nói có một cái hang động ở trên cái đường mà đến cái hang động ở gần nhà. Có rất là nhiều cái con fan quý hiếm. Ngoài ra nó cũng kho báu nữa, ngoài những cái con fan đó ra. Ngủ với em. Một cái gương mặt lạ tôi chừng chưa từng nhìn thấy trước đây. Bạn đã đến được nơi rất xa.
Một chuyến hành trình rất dài. Bây giờ thì tôi đã đang ngủ rồi. Trời ơi, xây cái bối cảnh điều hiu chán như thật, chẳng có quái gì luôn. Đúng là Ellie upset. Mới 200 mấy ký à, cái cánh với cái áo sắp hư rồi. Chẳng có quá gì. Bên này mà nó vẫn lạnh ta, tôi thấy màu đỏ tưởng đâu có nóng hơn chứ. Trứng đá hả? Giờ mình phải đi farm mấy con này là lấy hệ điện nè. Thì hay nắm. Rồi, không cần bắn ở đâu. Chơi 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 chơi. Có cái phong thần đồng kìa. Chứ đó là cái gì? Mình đang đi đến đâu rồi? Xuôi theo cái hòn đảo này. Khu này xây cái bay được cũng ngon đó chứ. Nó chống quang à. Ác như cốc vậy đó. Con này hình như tôi chưa bắt phải không ta? Hai con rồi, có một con rồi. Miếng gà nó ngồi rồi. Con khu này là khu sa mạc rồi. Chết rồi, lỡ tay, xin lỗi bạn.
Làm tốn thêm quá cầu. Sao thấy mình nó chạy như dịch vậy đó? Con gì đây? Nightwing là y chang con này à? Sư nhà ở đây cũng đẹp. Con này sống mà cảm giác nhìn con này nó đẹp hơn vậy. Rồi chết luôn mày. Thì thiếu một cái cục đá xanh xanh nữa, tự nhiên giờ cầm cái đó chạy. Ý, nghĩ sao mà sót cái gương vàng được. Đây nè. Trời, nó bỏ bảng nó chạy ra. Bắt đủ 10 con á để cho nó cộng dồn nó lên được cái kỹ năng. Nó chết thì cái cánh nó vẫn đập. Con kia nó dễ giật nó tự tử luôn. Mình sẽ xây thêm cái bay phụ ở đây. Rồi nó không cộng dồn tài nguyên ở giữa hai bên này. Như vậy thì cũng mệt đó nha. Tên đâu giữa hai bên nó cộng dồn tài nguyên thì còn đỡ. Như thế này thôi. Khác gì được những cái điểm mà phát cho vờ đâu. Đi, chế trong 18 quả cầu rồi. Đã lắm đẹp. Nhưng mà còn đinh sống làm.
Con nào làm được ta? Cái quái gì đấy? Mèo kinh công à, mèo tu à. Mèo tí quá, hình mèo tu hả? Đốt 108 cái thằng khó gì đó nhỏ luôn. Không biết cetamin này để làm cái gì, nhưng mà trước sau cũng phải cần à. Ba mươi lăm thủ 104 máu. À quên, đi coi con kia, cái con mà mình mới bắt. Con này tưới cây với chuyển hàng thôi hả? Vậy thôi chuyển sinh luôn. Anh em biết chuyện gì sẽ xảy ra với tụi nó nếu như là không có giá trị gì đó. Xin chia buồn cùng các cháu. Bây giờ rồi, quả báo nó đến nhanh quá anh em ơi. Quả báo nó quá là nhanh luôn. Tính thêm con boss nữa tôi mới nghĩ được. Đúng là quả táo nhãn lồng. Ôi ơi, ơi, nhầm 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 nhầm, mình chọn nhầm. Xin lỗi, coi như là lời thứ tội cuối cùng. Sao đi nững vậy? Bên kia nó sợ rồi, nhìn bà làm gương nha. Con VC gì này hả? VC này nhìn nó cũng vô dụng phết luôn á. Con heo rừng thì còn biết đầu đá.
bắt đầu cái đợt thanh tẩy. Có cái thành tựu nào cho cái độ độc ác này không ta? Rồi Hàn Quốc cấm thịt chó nha. Rồi đừng lần cuối đi, rồi nói lời xin lỗi với cụ. Bữa con đó nó biết nướng thịt nó hay là đi đâu vậy, đi đâu vậy? Sandit nô lệ phải, cái nội tại đó là cái điểm nô lệ. Cộng 15% tấn công, trừ 15% phòng thủ. Ủa khổ dâm chứ, nhầm nhầm, cái điểm Sandit là cái khổ cái gì, cuồng dâm. Tốc độ làm việc trừ 10% thì làm gì trừ 30% luôn thì con này sống sót. 100 năm ngủ cứ tiếc. Cái đợt hành trình này máu mèo quá anh em ơi. Trời ơi. Trời ơi. Đục 60 sư. Cái trứng mình sao ta, đây nè, nở nè. Được con là đu mút. Đu mút là con gì? Thôi xong cái bài này cái đi tính. Dễ thương quá ha, dễ thương thiệt á. Chị em dưới 18 tuổi coi thì đừng có học theo nha. Chiki bi, chiki bi, chiki bi. Ủa, con này con mới không được. Nhìn nó bộ đời vãi. Sát nhân long Dragon Killer. Sát long á. Con này hệ thổ thì chắc nó cần á, để cho nó được một vé sống sót đi. Hai con này thì thấy xử luôn. Con này mình có một con làm việc nô lệ ngon ngá nè. Này không nội tại gì hết, con này sống. Con gà mình không có con gà nào có nghĩa ta. Nè 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 nè. Con gà nghệ thuật nè. Là con này đút vô cái hiệu suất làm việc nó rất nhiều quá. Đó. Tốc độ làm việc cộng 50% nè. Con gà này thì trồng cây. Không để bỏ mèo ra, bỏ mèo ra không được. Thôi cho nó sống đi.
Này sống luôn. Này không tác dụng gì hết. Bye bye. Xét lông thì có thể châm trước. Khẩm vô ở cùng dâm á, có luôn, nhưng mà con kia nó hiện nó xịn hơn nhiều. Thủ không 20% nè. Hai con chó này công nhận thiệt. Bá đó. Con này cũng cùi. Mười phần trăm phòng thủ đến từ đâm lửa. Đến từ đâm hay gồng 10%. Tạm thời cho nó sống. Nhìn gì vậy? Đây có con Bundy Body rồi đó, năm con này phải không? Cất làm tốt lắm con gà. Lại đây chi thưởng. Tụi này bạo lực quá anh em ơi. Đây, lính mới của chúng ta đây. Thì lính cũ chúng ta sẽ ra đi. Con còn sống rồi thì hai con này xin chia buồn. Sống 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 sống. Gunner hả? Gunner thì cho mày sống luôn. Nhưng mà con này thì con này thì nựng cái, liếm cái. Rồi, tạm biệt. Tạm biệt. Dạ, nó bự kìa. Nó bự gì cỡ nào cũng quay hai chặt à.
10 cái này à. Rồi đi thôi, đánh nhau nhiều quá cũng mang tiếng lắm. Con này là thấy có số nè. Con này đúng cùi đúng không? Thôi cút ở nhà đi. Nên con này thì không có nội tại nổi cho nó. Con này là máu chiến nhất là con mèo của tôi nè. Con mèo này não cơ bắp nè. Não cơ bắp là tốc độ làm việc nó có 35% à. Trừ 50% là còn có 35% à. Chó nhà. Mèo đi. Rồi, chúng ta phiêu du sang hòn đảo mới. Khu này là xong hết phải không? Tiếp theo là chúng ta bay con này. Ca chép, ca chép hả? Nhìn chưa bắt được nè. Con này cũng chưa nó, này nhỉnh mặt nó dễ thương quá vậy. Con nấm cũng chưa nữa nè. Con này cũng chưa nữa hả? Gấp liền tí nữa tôi xử nó luôn. Monosula Cinnamon Demut. Demut là con mới, hệ thổ. Đây đây đây, con này là nó rất giàu nè. Vậy mình đi qua mình đánh những cái con bên khu giàu ấy. Nhưng mà nó không có phân minh. Con này con nhỏ, con này con lớn hả? Kinh cấp 3 ma mút người giết mèo mới đánh nó xong. Hốt xong con này nghỉ nó đâu. Con Đà Lạt rồi. Nó đâu vậy? Ở đây là nó nè. Đứng gần đó. Con đó hệ chứa ớt. Bóng tối, bóng tối mình kiếm con hệ rồng. Con này đúng hệ rồng luôn nè. Né.
bắn có 10 đam mà. Chơi nó anh nông. Đánh 100 đam không? Nó đánh 5-6 cái nữa mình thôi. Dễ. Mình có ba mấy quả cầu đó. Rồi, dính rồi. Ngon. Có gương có bọng gì không cưng? Đơn giản. Mới thấy nước vùng vùng của mình đó. Con Đà Lạt. Nó biết bơi không? Thiệt á, con đang quăng này. Rồi giáp mình bị hỏng rồi. Hỏng cái nón à. Chưa sao. Ê, bấm độn trời ơi. Phí mẹ quá cậu Văn Giang. Mấy đẹp nó hay giấu đồ trên này lắm. Đó thấy không? Cái gì? Cái gì? Anh hùng thấy chuyện bất bình ra tay tướng chọi. Mấy thằng đó đi bắt thú. Mấy thằng độc ác này. Thiệt á. Anh đứng cứu mấy cương đây, sói ơi. Bỏ cầu kinh khí. Trứng, trứng màu đen siêu bự. Hết thể lực á. Xe là gì? Có khó vậy? Đường này là không có chỗ dịch chuyển rồi luôn nha.
Đỡ tay, đỡ tay. Mình dưới mà. Thái độ thù địch nên đỡ tay. Mấy con này nó ăn như hạm vậy nè, phải thiệt. Ừ, 31 con, 31 con. 31 này hệ mộc. Hệ mộc thì mình lấy hệ hỏa phải không? Nó mạnh quá nha. Đó, con đó có hiệu quả. Đánh nhẹ thôi nha. Ôi ơi, chết luôn kìa. Chưa bảo lửa nó mạnh quá. Con này không có cái tháp tê le nào ta. Kìa một con nữa kìa. Nó bị kẹt này, nó bị kẹt này. Ý da. Rồi chết luôn thì nếu ổn nha. Mấy con hệ thủy, mấy con hệ quả mà sống dưới nước ta.
chơi. Rồi, dính đây. Trời ơi, khó. Mười bảy à? Một con ma mút đầu tiên. À, nó đây nè. Con này thì thể gì đó. Hình như hệ thổ. Hệ thổ mình kiếm con hệ lôi. Con này con mèo quá. Có chỗ dịch chuyển vào gần đây đó, chắc khu này bay lên coi thử không. Đây. Bảy cái nữa thì mới lên được cái cấp độ bắt tiếp theo. Con này mạnh vậy đái nè. Ủa không phải, con này nè. Hai điểm thủy. Hết rồi, hết phòng thần đồng rồi. Rồi, về, nghỉ thôi. Hôm nay coi như là cũng bêm được mấy con boss. Ở đây có một con nữa hả? Này 30, từ từ. Từ từ tới con ma mút này. Mày cứ đó đi.
Trứng gì đây? Trứng lớn phổ biến nên không hy vọng về máy. Trời, được cái con boss mình mới bắt luôn. Thiệt. Thiếu đồng đó. Mèo này chỉ số thấp chứ gì ta, thì vậy là chuyển sinh con mèo luôn rồi. Dồi này đúng bán nè, đúng đã luôn. Nàng boss, boss mới của chúng ta đây. Nó biết chế thuốc chứ mà giúp đỡ việc tay chân. Chứ nó để báo lại tủ lạnh ta. Đó. Còn con mèo này đưa vào 19 hả? Mà múc siêu to khổng lồ. VC này tạm thời để dưới. Này con boss để lên. Này phế vật để xuống. Ăn thì có nhiều mà chả làm được cái gì. Con này ăn cũng lắm gì đó hả? Nhỏ xíu mà tham ăn hả? Mấy con này là thấy khai tử được rồi đó. Phế vật. Phế vật nốt. Ba mười bảy hai chín bảy 70. Con này thì nó căng đét luôn rồi. Nhưng mà nuôi không nổi anh em ơi, nó ăn kiểu này là ói mồm luôn á. Con này thì được tới ba hệ lận. Hệ thổ thì trong đội hình mình có mỗi con này có hệ thổ thôi. Con này mới cưỡi rồi, chứ thật ra tôi muốn bỏ con này đi lắm nè. Boss mà đi làm phu hồ. Nóc à. Con phu ác ta. Phu ác này. Được, phu ác này sẽ sống. Bên vua. Serious. Con này là thấy đi khai tử rồi đó. Xuống dưới. Con này khai tử luôn. Tử luôn. Con này sống. Sống. Con này thì tăng thủ giảm công. Tỉnh biệt. Sống chết nhờ bộ game. Con này là thấy sặc mùi ra đi rồi đó. Con này.